từng lên TV bật khóc vì trầm cảm sau sinh, cuộc sống hiện tại của Tú Vi gây bất ngờ. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi biết tình hình hiện tại của mẹ bỉm sữa Tú Vi. Vừa qua, Tú Vi cùng chồng và mẹ tham gia một chương trình truyền hình. Nữ diễn viên lên tiếng thừa nhận bị trầm cảm sau sinh, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Trong khoảng thời gian một tháng đầu tiên, ngày nào em cũng khóc, Tú Vi ngậm ngùi. Những lúc như vậy, nữ diễn viên luôn muốn có chồng bên cạnh và cảm thấy tủi thân mỗi khi ông xã Văn Anh ra ngoài. Tuy nhiên, Tú Vi cũng chia sẻ thêm rằng tình trạng của cô đã bình thường trở lại vì nhờ có chồng luôn giúp đỡ, phụ giúp chăm con. Hiện tại, cuộc sống mẹ bỉm sữa Tú Vi đã dễ thở hơn nhiều so với những ngày đầu làm mẹ. Tú Vi cảm thấy may mắn vì luôn có chồng bên cạnh và cùng chăm con. Phân Anh là ông bố mẫu mực lại rất mê con. Anh gần như dành hết việc chăm sóc em bé. Bà xã cho hay anh mê con hơn tất cả mọi thứ trên đời, nên luôn sẵn sàng dù công việc bận rộn nhưng vẫn về với con và vợ. Con gái đã đủ cứng cáp nên Tú Vi cũng tranh thủ một khoảng thời gian dành cho bản thân. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên đi làm đẹp và hẹn bạn bè đi chơi tán gẫu. Bên cạnh đó, Tú Vi cũng đã trở lại với công việc. Vì con vẫn còn nhỏ nên nữ diễn viên chỉ nhận lời tham gia một số chương trình và lúc nào cũng có ông xã đi theo tháp tùng. Tú Vi cũng thường đưa con đến chỗ làm của Văn Anh để thăm ông xã và cũng là cách để giải khuây. Tú Vi và con gái nhỏ đáng yêu của mình, Tú Vi thường chia sẻ hình ảnh của con lên trang cá nhân với người hâm mộ. Tuy nhiên, vì muốn giữ gìn cuộc sống riêng tư của con gái nên Tú Vi vẫn nhất quyết giấu mặt con. Gia đình nhỏ đầy hạnh phúc của Tú Vi và Văn Anh.